xin trình bày cái kết quả thẩm định đó. Tôi báo cáo với các anh các chị là qua thảo luận thì chúng tôi dự báo về cái tình hình khí hậu thời tiết đi về hiểm họa, từ đó xây dựng cái lịch thời vụ và cho vấn đề về chăn nuôi thú y thủy sản. Sau đó chúng tôi sẽ khuyến cáo người dân triển khai thực hiện các biện pháp chăn nuôi phòng chống dịch bệnh như một số những công việc trong vấn đề chăn nuôi. Thì cái thứ nhất về là cái bản tôi chia bản của dự báo, hai là hiểm họa này, thứ ba là cái lịch thời vụ từ tháng, thứ tư là khuyến cáo người dân thì trong cái lịch thời vụ thì từ tháng 7 đến tháng 12. Cái thứ nhất là cái nhiệt độ thì theo như cái dự báo đối với viên thì trong vụ này, mùa này tháng 6 tháng 12 thì nhiệt độ trung bình là 26 độ C. Báo cáo đồng chí là qua cái ấy thì chúng tôi chưa thấy cái nhiệt độ của tháng 11 tháng 12. Đề nghị là liên hệ thông tin dự báo và thủy văn cung cấp thêm cho tôi về cái nhiệt độ tháng 11 tháng 12. Thì đối với chăn nuôi báo cáo thì anh chị là rất cần thiết về cái nhiệt độ như là cái độ mưa trong tháng 12 thì nó ảnh hưởng đến vấn đề thứ nhất là về vấn đề dịch bệnh cho con vật nuôi, thứ hai là về vấn đề là phòng chống rét cho chăn nuôi. Báo cáo đồng chí là như năm vừa rồi, năm cuối năm 12 tháng 11 tháng 12 tháng 2 đối với huyện viên tôi là thiệt hại là trên 700 châu bò, rồi rất là thiệt hại và một số cái châu bò nợ như là phải lúa như là còn một số thì nuôi khác thì tăng lên nhiệt độ này thì chưa có xuất hiện. Thứ hai về cái lượng mưa, lượng mưa theo cái dự báo thì là trong từ tháng 6 đến tháng 12 thì cái lượng mưa trung bình cả năm là 1.300 mm, so với bình quân 50 năm thì là có 1.000 mm thôi. Thì năm nay khả năng là sẽ cao và tập trung nhất là tập trung nhất ở tháng 7 là 400 mm và thứ hai là tháng 8 là 370 mm. Đấy, sau đó sẽ giảm dần và cái số liệu tháng 11 tháng 12 thì không có. Về cái dự báo trước hết về cái chăn nuôi thì báo cáo cái chị là đối với chăn nuôi thì nếu chúng ta chăn nuôi thì có nhiều vấn đề. Đối với chăn nuôi thì người ta nói là trong chăn nuôi thì thứ nhất là giống là tiền đề, thức ăn là cơ sở, chăm sóc nuôi dưỡng là cần thiết. Thế trong đó nếu phân tích ra thì cái giống thì từng tháng thì chúng ta cần những giống nào, đối với từng giống trong đó giống châu bò, giống lợn, chúng ta cần và giống thủy sản nó như nào cũng vậy. Cái này nó rất nhiều về cái thời gian thì không thể trình bày để anh chị được. Tuy nhiên đối với chăn nuôi và cái hiệu quả nói chung và cái hiệu quả chung về đối với chăn nuôi thì trong những cái tháng từ tháng 6 tháng 12 này thì chúng tôi thấy và thảo luận về cái này nhất là về cái nhiệt độ sẽ tăng không và giảm là thất thường, ảnh hưởng rất lớn đến sức đề kháng của con gia súc gia cầm và cũng nhiều thủy sản. Do đó thì ảnh hưởng rất lớn tới sức chống chịu kém của vật nuôi. Đấy. Gia súc đã cần dễ mắc bệnh này. Đấy. Cái thức ăn không có ảnh hưởng rất lớn đến vấn đề đến với là cung cấp thức ăn cho cái con gia súc đã cầm. Từ đó nó tập trung ở báo cáo ngay cái chị là nếu với nhiệt độ tăng giảm thì chủ yếu là đối với trong nhà nuôi chủ yếu là ở tháng 11, tháng 2. Thứ hai thì những ảnh hưởng đấy cũng là chúng ta là không có thức ăn cung cấp cho con gia súc để cho họ tập trung ấy thì là từ đó thì chúng tôi mới đưa ra cái khuyến cáo với người dân. Cái thứ nhất thì trong chăn nuôi là làm tốt cái công tác tăng cường công tác quản lý chăm sóc nuôi dưỡng. Đấy. Trong cái quản lý chăm sóc nuôi dưỡng trong đó là làm chú ý công tác chuồng trại. Thứ hai là về thức ăn, đối với thức ăn thì là khuyến cáo người dân là phải chủ động tích cực là từ tháng 9 đến tháng 10 là chủ động đơn giản báo cáo anh chị là tháng 9 tháng 10 tối tháng 9 là trong chảo là bắt đầu là thu hoạch mùa, lúc đó là cái lượng dơm như này là trên cánh đồng thanh này rất lớn, người dân là hầu như là đốt đi hoặc là không thu hoạch, nên là chúng tôi khuyến cáo người dân là từ tháng 9 sau khi là thu hoạch lúa mùa xong là khuyến cáo người dân là giữ chữ này phơi khô đánh đông để chữ tháng 11, tháng 12 và tháng 1, tháng 2 năm sau.
Thứ hai là đối khuyến cáo đối với chân, trong chăn nuôi là làm tốt công tác vệ sinh được cái chuồng. Đấy là về chăn nuôi. Đối hai về quy, về dự báo về quy ảnh hưởng do nhiệt độ như lượng mưa trong năm. Đấy, thì cái hiệu quả của công tác quy do cái nhiệt độ cao, lượng mưa lớn ảnh hưởng đến thứ nhất là cái dịch bệnh đối với đàn gia súc gia cầm, nguy cơ phát sinh các bệnh rất cao. Và cụ thể là đối với tháng 6, tháng 7 thì các bệnh ví dụ như đàn châu bò, đàn lợn, đàn gia cầm một số bệnh chung, bệnh chung của cái đàn gia súc châu bò, gia cầm thì bệnh nhất nhiễm trùng đường nước móng đối với châu bò. Thế còn đối với đàn lợn cũng là nhiễm trùng đường nước móng, hội chứng tiêu chảy. Đấy, rồi một số bệnh khác. Thế đến tháng 9, tháng 10 đến tháng 9, tháng 10 thì đối với tháng 9, tháng 10 thì đối với đàn châu bò và cũng bệnh chung là bệnh nhiễm trùng và nhiễm móng. Và trên đàn lợn thì một số bệnh như tả này, chứng tiêu chảy này, chứng hàn, có đường hàn đâu rất nhiều những bệnh khác nguy cơ là xảy ra tháng 9, tháng 10. Đến tháng 12 thì tôi cũng như cầm và một số bệnh trên bệnh đường tiêu hóa đối với đàn gia cầm nguy cơ xảy ra rất cao. Thế từ một số những đặc điểm tình hình phát sinh của bệnh tật của bệnh gia súc gia cầm trong những tháng thứ 6, tháng 7, thứ 6, tháng 12 thì chúng tôi khuyến cáo người dân. Cái thứ nhất là chủ động tiêm phòng các loại vaccine cho đàn gia súc gia cầm. Thứ hai là tăng cường chăm sóc nuôi dưỡng. Các cũng cái này là trong chăn nuôi, nhưng trong quy cũng khuyến cáo người ta chăm sóc nuôi dưỡng. Để báo cáo với chính là với anh chị nào đối với chúng tôi tháng 3, tháng 4, tháng 4, tháng 5 hiện nay tôi đang tiêm phòng vaccine định kỳ cho cái đàn châu bò. Thế các bạn, và tới tuần bị tháng 6 này, cuối tháng 5 này sẽ tiêm cái vaccine cũng ra cầm cho đàn ra cầm. Sau đó đến tháng 9, tháng 10 sẽ tiêm là vaccine là cũng trùng cho bò này. Đấy, rồi đàn ra đàn lợn cũng trùng này, dịch tả này và thương hàn, có thương hàn. Và đối tháng và đến tháng 11, tháng 12 thì tiêm vaccine cũng ra cầm. Và hiện nay tới này tháng 6 cuối là tháng 5 này tôi sẽ có đợt tháng 6 để tiêm cái vaccine cũng cầm. Và đấy là ngoài cái vaccine của nhà nước hỗ trợ người dân. Đấy, còn ngoài ra người dân phải chủ động mua các vaccine khác. Ví dụ như là đối với đàn gia cầm hiện nay là nhà nước chưa hỗ trợ, chỉ hỗ trợ những vaccine khi dịch cúm gia cầm xảy ra. Thế còn bình thường các bệnh nhiễm trùng, thương hàn, có thương hàn, bất cứ nói chung là một số bệnh khác thì nhà nước hỗ trợ, mà cái này người dân được cho chủ động mua vaccine. Đây là đối với về quy. Thứ ba là về cái thủy sản. Về cái thủy sản ấy, thì cái hiệu quả thủy sản thì do cái điều kiện thời tiết nóng lên và lượng mưa lớn đối với năm 2016 thì ô nhiễm môi trường sẽ tăng, dịch bệnh đối với thủy sản sẽ phát sinh. Thứ ba là về cái nguy cơ tiềm ẩn về lũ lụt, càng ao vỡ đập thiệt hại rất lớn trong vấn đề tăng thủy sản, cũng là hết sức là để tập trung vào những tháng, tháng 7 này, tháng 8 và đến khoảng 15 tháng 9. Đối với 15 tháng 9 cái này là thời chủ yếu là cái tràn lao và nước nhiều nước vỡ đập tràn động. Thế còn một số những bệnh thì hầu như giải đáp nó là cái tháng 6, tháng 7 này. Cái tháng 10, tháng 12 thì là do cạn nước ảnh hưởng đến dịch bệnh của cái thủy sản, cũng như là về cái rét. Cá tiếp giáp ở tháng 11, tháng 12. Cái về cái khuyến cáo đối với thủy sản thì nhất là chúng tôi sẽ khuyến cáo người dân là tăng cường công tác quản lý và chăm sóc nuôi dưỡng tốt cái đàn thủy sản. Thứ ba, thứ hai là công tác là chủ động công tác giống. Báo cáo với các anh chị là đối giống đối thủy sản là việc 3 tháng 4 chúng tôi phải chủ động giống. Thế còn đến tháng 11, 12 thì cái này không có thể giống nuôi cái thứ hai. Thế còn để khắc phục là cái tràn lũ lụt này, tràn ao vỡ đập thì là chúng tôi phải kiểm tra, tăng cường kiểm tra ra chỗ ao hồ này, xử lý môi trường này, sau lũ lụt này và tập phòng chống nhất báo cáo anh chị nào. Và một cái thời gian thảo luận nó không nhiều,
và nó nuôi được chi tiết lắm. Có cái nhóm mà chăn nuôi mì chả cơ bản như vậy, rất là bền.